Mời quý vị cập nhật bản tin cuối ngày của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2021 đến 18 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 32 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, huyện Long Điền ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng tại xã Phước Hưng; thành phố Bà Rịa ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Nguyễn Minh Khanh, 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại phường Long Toàn. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 2 ca trong khu vực cách ly tập trung, trong đó 1 ca tại trường trung học cơ sở Phước Thạnh và 1 ca tại trường trung học cơ sở Phước Hải. Thành phố Vũng Tàu ghi nhận 22 ca, trong đó 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trong đó 2 ca tại khách sạn Ibis Style và 1 ca tại khách sạn Hà Sơn. 16 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, trong đó 10 ca tại phường 8, 1 ca tại phường 4, 4 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca tại phường 12. 3 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó một ca tại phường Thắng Nhì, một ca tại phường Thắng Tam và một ca tại phường 10. Huyện Sương Mộc ghi nhận 2 ca trong khu vực cách ly tập trung, trong đó một ca tại trường trung học cơ sở Bầu Lâm và một ca tại trường trung học phổ thông Hòa Hội. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 3 ca, trong đó một ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại xã Tóc Tiên, 2 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại chốt kiểm dịch quốc lộ 51. Như vậy, tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay, số lượng ca mắc mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 3.112 ca số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 82 ca. Các địa phương đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.639 người, tăng mới vào 129 người, giảm hoàn thành cách ly 80 người. Qua 35 ngày thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trong toàn tỉnh từ ngày 19 tháng 7 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình hình dịch bệnh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến nay vẫn đang được kiểm soát. Nhiều địa phương, xã phường đã thực hiện rất thành công chủ trương giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, dập được dịch và không để tái phát. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tuyến trước, sự hỗ trợ nguồn lực y bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế của Trung ương, bộ, ngành và các tỉnh bạn, các bệnh viện ngoài tỉnh và các tổ chức doanh nghiệp. Sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến rất phức tạp, các tỉnh lân cận có nơi rất nghiêm trọng, nguy cơ người từ vùng dịch mang mầm bệnh vào địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc chỉ thị số 16, cứng rắn, dứt khoát và triệt để hơn trong 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021 trên toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Riêng huyện Côn Đảo tiếp tục áp dụng chỉ thị số 15 như trước từ 0 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2021. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trong 14 ngày tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm ngặt triệt để giãn cách ai ở đâu ở đó xác định giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch, không để chặt ngoài lỏng trong, duy trì thực hiện nghiêm triệt để các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, ngăn chặn triệt để dịch lây lan từ bên ngoài vào tỉnh. Từng địa bàn cơ sở các khu phong tỏa phải tổ chức kiểm soát tuần tra canh gác 24 trên 24 giờ, không để sót lọt phát sinh các ca nhiễm ngoài cộng đồng. Nhanh chóng xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện sớm cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp hiệu quả người nhiễm COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm cho toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian sớm nhất để nhanh chóng bóc tách F1, F0 ra khỏi cộng đồng, nâng cao năng lực điều trị của tất cả các cơ sở điều trị nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong, bảo đảm an sinh xã hội thực hiện nhanh chóng, kịp thời các chính sách an sinh xã hội gồm chính sách miễn học phí cho học sinh, chính sách hỗ trợ người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang ở tại các vùng dịch, chính sách đối với người lao động tự do không có hợp đồng lao động chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến trước, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên điều dưỡng y tế tại các cơ sở điều trị, chính sách nâng cao chất lượng xuất ăn cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt mọi lúc mọi nơi, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhu cầu thiết yếu cho người dân. Huy động mọi nguồn lực của xã hội cho công tác phòng chống dịch để cùng chia sẻ, đồng hành nỗ lực vượt qua khó khăn, hỗ trợ kịp thời đối tượng khó khăn yếu thế, không để ai thiếu ăn thiếu mặc triển khai chiến lược tiêm vaccine trên địa bàn theo nguồn phân bổ và đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, an toàn và hiệu quả. Bảo đảm an dân, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các khu cụm công nghiệp, cảng biển, các cơ sở sản xuất khác. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cùng chung sức đồng lòng, ủng hộ thực hiện nghiêm, đầy đủ mục tiêu giải pháp đề ra từng cá nhân, tập thể, cơ quan đơn vị phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, ưu tiên giải quyết nhanh chóng những nội dung yêu cầu phòng chống dịch. Từ người dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành triệt để các nội dung chỉ đạo của chính quyền các cấp trong tỉnh về giãn cách xã hội để sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.